Xin chào mọi người á, đây là một cái đoạn clip tổng hợp lại á, nó kéo dài đâu đó thì nó khoảng hơn 5 phút thôi, nhưng mà là trong quá trình 2 năm mà mình làm á, nói chung là mình cũng giống như anh em á, bắt đầu không biết gì á, nói chung là cũng mù trớt à, hay là học người này người kia cái một chút á, nói chung là trong quá trình học thì nó cũng sai sót tùm lum ra nè, nhưng mà là quan trọng là chúng ta bắt tay vô chúng ta làm á đó. Chứ mà cái gì cũng vậy á, nếu mà chúng ta cứ sợ sai hoài thì không bao giờ mà làm được gì hết trơn á. Cứ bắt tay vô làm đi, nó có sai thì sửa đó. Nói chung là chúng ta còn trẻ mà, chúng ta còn cơ hội để trải nghiệm á, để lúc mà chúng ta già, chúng ta hết sức rồi thì muốn trải nghiệm cũng không có sức khỏe đâu trải nghiệm á. Nói chung là còn trẻ không có đi chơi được, đâu thì đi, ăn được gì thì ăn, trải nghiệm. Thật tình là mình là nói chung là không có biết, không có biết mà học nhiều nơi nhiều chỗ đó. Nói chung là vòng vòng chúng ta đó, trên mạng hoặc là vòng vòng tới vườn này vườn kia rồi chúng ta học. Đầu tiên là những năm mình đi bán chợ gặp những anh ở Sài Gòn á, anh chỉ là lóc đá xanh á, nó rất hiệu quả. Nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta làm cây bự á, nó hiệu quả mà chúng ta nói chung là bưng không có nổi á, từ chậu 6 trở xuống thôi. Còn khi mà chúng ta làm cây lớn chậu 7, chậu 8 á, chúng ta độn thì là không có nổi đâu. Mấy anh ở Bến Tre thì chỉ là lót trấu á, mấy anh Bình Định, mấy anh Vĩnh Long thì trộn đất vô. Nói chung là cỡ nào mình học mình làm nó cũng tốt trơn á. Chúng ta hiểu đúng vấn đề là nó tốt hết rồi. Đó, cái này thay lá giữa năm á, học kỹ thuật thay lá giữa năm của các anh các chú ở Long An Phước Định á, tết nó trổ nè, anh em thấy không? Đó, nó không có bị tình trạng trổ giữa năm á, những cái cây mà mình làm. Còn cây nào không làm thì hiện tại nó rổ tưng bừng luôn á. Cây nào anh em không có rong lá, không có lặt lá giữa năm rồi đó, nó không có con tàn giữa năm là hiện tại là nó rổ tưng bừng luôn á. Cây này hồi tết nè, nói chung là mê mẩn á, trồng được cây gì chơi là xứng đáng à. Rổ chùm luôn á, quá đã. Rồi thì chúng ta bắt tay vào chúng ta làm á, làm thì có thôi, chứ không làm thì cũng không có gì á. Đó, như người ta hay nói cái gì mà cái quãng đường mà ngàn dặm mà cái khó khăn nhất là gì á, có người nói là sức khỏe là đường xa gì đó. Đó, cái khó khăn nhất là cái bước đầu tiên á, người ta hay nói là the first step á, bước đầu tiên. Rồi mình coi vừa Phương Bình làm á, Phương Bình ta thay chậu đó, về bắt chước làm theo nè. Độn mấy cây gạch ống á, nếu như chúng ta kê chậu mà kê trệt khỏi mặt đất á, chúng ta kê gạch á, hoặc là có anh chỉ á, anh chỉ là úp cái chậu ngược vô trong, úp cái chậu trồng cây á, úp cái chậu nhỏ ngược vô trong á, như cái muỗng dùa vậy á, cũng rất là tốt á. Chất trồng đó, nói chung là mỗi ngày ta học một chút á, chút thì có gì thì mình chia sẻ với anh em hết đó, chúng ta tham khảo vừa chơi vui mà vừa làm việc nó hiệu quả nữa. Thì cuộc sống chúng ta nói chung là vậy là nó thành công rồi á. Anh em trồng cây, anh em chơi vui mà anh em công việc, anh em làm hiệu quả, anh em kiếm ra tiền á, đó vậy là thành công rồi đó. Còn chơi đâu nói chung là vui đâu không thấy mệt, thêm là ảnh hưởng tới công việc nữa đó. Công việc thì làm không kiếm ra tiền mà chơi cũng không đã thì không có được á.
có mai mấy chú tới mình á, tới nhà mình á đó. Đó, mua đâu 1 triệu mấy tiền đất, tiền chất trồng á, cho nó ăn đó. Đó rồi đi làm kiếm tiền á. Mưa tưới á, tưới cỡ nào tưới là không bao giờ bị úng á, rõ nước chảy hết trơn à. Đó, đất Akadama, đất nung á, nó có tính chất vật lý của nó là nó không, nhất vật lý nó tơi xốp á, nó không có bị rã ra. Đó, dù mưa cỡ nào mưa đó, dù cho dù ngâm nước á, mình thử nghiệm á, ngâm đầu cả tháng á, đó, không hề bị rã, ngâm với nước luôn á, cũng không có bị rã nữa. Đây là công nghệ của người Nhật á, người Nhật người ta làm. Đó, chúng ta ở phía sau thì chúng ta sẽ sử dụng thôi á, khỏi có nghiên cứu gì mất công nữa, Nhật ta làm sẵn á. Rồi nên là muốn làm tìm hiểu thì tìm hiểu á. Mỗi người nói chung mỗi người có cái mắt xích á, là một cái mắt xích á, mắt xích trong cái hệ thống á, cái gì mà chúng ta cũng muốn làm hết thì cũng không được á. Đó, để cho người này chuyên cái này, người kia chuyên kia. Đó, như kiểu người Nhật thì chuyên sản xuất đất rồi nè, ta mua về chúng ta trồng, chúng ta làm việc á, sản xuất ra cái khác. Đó, mưa nè em thấy không, bao mưa bao tưới á. À, một vài chia sẻ với anh em á, chúng ta bắt tay vô làm đi á. Đó, quá trình là mình 2 năm á, đúc kết nó ngắn gọn thôi. Đó, bắt tay vô làm. Để em ta sẽ làm được thôi.